Chương 7. Đời trăng rắc ánh vàng. Giản đơn đặt chuyến bay lúc 3 giờ chiều. Ăn cơm xong, trả phòng, Khang Kiếm bảo Giản đơn tới mấy tòa soạn đón các phóng viên. Xe do ông bác công tác tại Bộ Lao động bố trí. Kiểu xe du lịch nhập khẩu rất rộng rãi, thoải mái. Khang Kiếm ngồi trong đại sảnh của khách sạn, chờ xe đón mọi người rồi mới quay lại đón mình. Tâm trạng của Khang Kiếm lúc này có thể dùng 4 chữ nhớ nhà ra giết để hình dung. Chỉ ước sao mọc ngay đôi cánh bay về Tân Giang. Anh nhớ ngôi nhà của anh và Bạch Nhạn, nhớ tiếng cười giòn tan, cái miệng xinh xinh hay giàu lên và cái lúm đồng tiền dễ thương của cô. Đặc biệt là nhớ món tuyệt chiêu bí truyền do chính tay cô nấu nữa. Thật ra tất cả những gì liên quan đến Bạch Nhạn anh đều nhớ. Tối qua nằm trên giường, anh hồi tưởng lại một lượt những chuyện đã xảy ra từ khi quen Bạch Nhạn. Trong cả quá trình đó, anh luôn mỉm cười. Bạch Nhạn cũng có lúc tức giận, nhưng dù có tức giận, anh vẫn thấy điều bộ ấy rất đáng yêu. Trước đây, khi qua lại với Y Đồng Đồng, anh cảm thấy giữa họ chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn khác giới. Cô ta xinh đẹp, xuất chúng, rất nữ tính. Khi hai người nắm tay nhau dạo phố, những người đàn ông đi qua đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có một cô bạn gái như thế, người đàn ông nào mà chẳng thấy tự hào. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, có lẽ thẩm mỹ đã mệt mỏi, tình cảm mãnh liệt thuở ban đầu cũng nhạt dần đi. Nửa đêm tỉnh dậy, nhìn người con gái nằm trong lòng mình, đôi khi còn cảm thấy xa lạ. Chia tay với Y Đồng Đồng, nói thì là lý trí, nhưng không hẳn không phải do tình đã cạn. Khi gặp lại, anh nhìn Y Đồng Đồng, trong lòng không cảm nhận được chút tình cảm nào, ngược lại còn có chút coi thường cô. Cô ta lại còn lợi dụng quan hệ của anh để giúp họ Hàn làm ăn. Anh hiểu rõ ràng cô ta có giá, vì thế mới tặng một căn hộ và một chiếc xe. Như vậy cũng coi như đã hết tình hết nghĩa. Rõ ràng là Y Đồng Đồng không thỏa mãn. Khang Kiếm thầm cười khẩy. Y Đồng Đồng luôn mồm nói yêu anh, nhưng nếu anh không phải là Khang Kiếm mà là Lưu Kiếm, Lý Kiếm hay cái gì đó Kiếm, là một viên chức quen, e rằng cô ta chẳng thèm liếc tới anh một cái. Cái mà cô ta gọi là yêu là có điều kiện, có nguyên tắc, có giá trị sử dụng. So ra thì Bạn Nhàn của anh lại khiến người ta khâm phục biết bao. Nhớ hồi đầu, khi anh đề nghị hai người thiết lập quan hệ, cô còn đẩy anh ra thật xa. Để theo đuổi cô, anh thật sự phải hao tổn công sức, không biết đã tốn hết bao nhiêu neuron thần kinh. Nghĩ đến đó, Khang Kiếm lại thấy lòng bức xúc, không nhịn được cầm điện thoại định gọi cho Bạn Nhàn. Nhìn đồng hồ, đang là giờ nghỉ trưa. Đành thôi vậy. Bao nhớ nhung đợi đến khi hai người gặp nhau, rồi từ từ thổ lộ. Anh gọi điện thoại về nhà. Kiếm Kiếm, Thiếm Ngô nghe điện thoại, tính hẳn cơn buồn ngủ. Tối qua con nhóc đó về rồi, chẳng nói chẳng rằng xách túi lên trên lầu, rồi không thèm xuống. Sáng sớm nay đã lại đi ra ngoài. Bao giờ con về nhà? Khang Kiếm hơi bực mình với cái giọng hớt lẻo của Thiếm Ngô. Con đưa khách tới nhận phòng ở khách sạn rồi sẽ về nhà. Vậy Thiếm sẽ làm bánh kếp cho con. Thiếm Ngô sung sướng cười tít mắt. Dạ dày Khang Kiếm cuộn lên. Không cần đâu Thiếm, ăn tạm thứ gì là được. Sau khi con bé đã đi rồi, Thiếm lén lên lầu xem. Nó thu dọn hai cái vali lớn, quần áo treo trong tủ cũng không thấy đâu. Hình như là định dọn đi thật. Bàn tay cầm điện thoại của Khang Kiếm run lên, rất lâu không lên tiếng. Trái tim như bị một vật gì rất nặng đập vào, đau nhói dữ dội, toàn thân cứng đờ. Kiếm Kiếm, con còn nghe không? Thôi Thiếm nhé, con còn có việc. Không đợi Thiếm Ngô trả lời, anh vội vàng ngắt máy, kéo vali ra khỏi khách sạn, đứng thần người bên vệ đường, gương mặt lộ rõ vẻ bi thương đến tuyệt vọng. Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, như muốn bóp nát nó ra. Anh không tin, không muốn tin, không cần tin. Với anh,
Hạnh phúc thật sự xa vời đến thế sao? Lúc này, bà Nhạn đang đi lại như con thoi khắp hang cùng ngõ hẻm, tay nắm chặt cờ quảng cáo của trung tâm môi giới nhà đất. Cô đã xem mấy căn hộ độc thân, cái thì môi trường xung quanh không được tốt, cái thì phòng ốc cũ nát, cái thì tiền thuê quá cao. Đi suốt nửa ngày trời mà chẳng tìm được căn hộ nào phù hợp. Cơ còn tới chỗ thuê hồi trước, bác gái chủ nhà bảo cô rằng căn phòng đó đã cho người ta thuê từ lâu, tiền phòng cao hơn nhiều so với hồi cô còn thuê. Bác chủ nhà lại hỏi cô, chẳng phải bây giờ cô đã lấy chồng giàu rồi sao, sao còn đi xem phòng? Bà Nhạn cười hì hì, chột dạ nói, cháu xem hộ bạn ạ. Chán nản đi ra khỏi phòng bác chủ nhà, bà Nhạn mua một chai nước ở bên đường, uống một hơi hết nửa chai. Vừa thở dốc cô vừa che chán, nhìn mặt trời rừng rực trên đầu, mắt bất giác đỏ hoe, nước mắt ngân ngấn, cô lại chớp mắt nuốt vào trong. Nếu không gặp sếp Khang, có lẽ hiện giờ cô vẫn đang tiếp tục sống cuộc sống bình thường, là một người bình thường. Có lẽ vẫn chưa gặp được người đàn ông mang tới cho cô một mái ấm, nhưng ít nhất là vẫn sẽ được sống rất yên ổn. Nhưng cuộc sống yên ổn này đã bị sếp Khang phá tan rồi. Bà Nhạn không nhịn được chửi thầm sếp Khang mấy câu, lưng đau chân mỏi tiếp tục tiến về phía trước. Buổi chiều, cuối cùng cũng tìm được một căn hộ trong một tiểu khu nhỏ cách bệnh viện 3 dãy phố. Tiền thuê không rẻ, bà Nhàn cắn răng trả tiền đặt cọc cho trung tâm môi giới, xác nhận luôn trước đã. Vừa mới định ngồi xuống nghỉ ngơi, bóp chân một lát thì điện thoại của Lục Địch Phi đã gọi tới. Trong một nhà vệ sinh công cộng, bà Nhàn rửa mặt, thoa kem chống nắng, lấy tay làm lược chải cho tóc đỡ rối rồi bắt xe đi luôn. Đúng là trùng hợp, vừa bước vào đại sảnh của khách sạn Hoa Hưng đã gặp ngay Hoa Hưng đang chắp tay sau lưng ra lệnh cho một người đàn ông trông có vẻ như là giám đốc bộ phận khách hàng. Cô Bạch, sao cô lại rảnh rỗi tới nơi đây vậy? Hoa Hưng rất tinh mắt, vừa nói vừa liếc ra ngoài cửa, những thớ thịt trên gương mặt béo núc cứng lại, bước tới niềm nở ngân đón. Mặt Bạch Nhạn phơi nắng đỏ au, bước vào đài sẵn mát lạnh này, lỗ chân lông khắp người giãn ra sảng khoái. Tôi có hẹn với người khác. Bạch Nhạn mỉm cười duyên dáng, nắm quai túi sách nhìn xung quanh. Lục công tử đâu nhỉ? Ánh mắt Hoa Hưng sáng lóe, cảm thấy cực kỳ hân hạnh. Mọi người đi, mấy người để tôi bố trí cho, bảo đảm sẽ để cho cô Bạch và bạn bè ăn chơi hết cỡ. Khách sạn của chúng tôi mới mời một đầu bếp Ấn Độ làm món cơm bốc cực kỳ chính cống, tôi nghĩ cô nên ăn thử. Bà Nhàn chớp mắt, trên tầng thượng của các ông có phải có một quán cà phê không? Hoa Hưng sững người, cười có vẻ chật vật, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Cô Bạch, quán cà phê tầng thượng, hai ngày nay đang sửa chữa, nhưng ở đây chúng tôi có rất nhiều quán cà phê. Tầng 20 là phong cách Nam Mỹ, cũng rất ổn. Bạch Nhạn không biết về lề thói của tầng thượng này, không khỏi bối rối. Nhưng anh ấy nói là quán cà phê tầng thượng mà. Đầu óc lăn lời của Hoa Hưng nhanh chóng hoạt động. Mồ hôi lạnh túa ra trên cái trán bóng nhảy. Anh ấy có phải là... Cô nhóc, em cũng là nhân vật VIP đó nhỉ? Hôm nay ông chủ Hoa lại đích thân tiếp đãi cơ đấy. Người gác cửa khom người mở cửa. Lục Địch Phi chưa thấy người đã thấy tiếng. Mặt Hoa Hưng vàng như nghệ. Lục Địch Phi mặc một chiếc áo t-shirt màu trắng có hoa văn màu xanh đậm. Bên dưới là chiếc quần đùi thụng màu kem. Trong sự thảnh thơi toát lên sự phóng khoáng không phô trương, khiến những cô gái trong đại sảnh không kìm được, bèn liếc mắt qua bên này. Sếp Lục, làm sao đây? Tần thượng thấy bảo là... Bạch Nhạn quay người lại, vừa định mở miệng nói với Lục Địch Phi, Hoa Hưng đã cuốn quýt nói xen vào, vỗ mạnh lên trán. Xem cái tính tôi này, tôi vừa mới nhớ ra rồi, tầng thượng đã sửa chữa xong xuôi. Sao thế? Tầng thượng đổi phong cách rồi à? Lục Địch Phi một bên mép mím lại, mép bên kia lại nhận ra cười gian tà.
Hoa Hưng không dám trả lời. Hình hệt cười phụ họa giờ làm động tác mời về phía cửa thang máy. Lưng áo sững mồ hôi. Lục Thực Phi mỉm cười để Bạch Nhạn đi trước. Bạch Nhạn ngoái lại nháy mắt đầy ẩn ý với Hoa Hưng. Sếp Hoa, ông không thành thật nhé. Hoa Hưng cười khan, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, trông như muốn khóc. Không thành thật thế nào cơ? Lục Thực Phi tỏ ra rất hào hứng, chu đáo xách túi giúp Bạch Nhạn. Đó là bí mật giữa tôi và ông chủ Hoa. Lát gặp nhé ông Hoa. Bạch Nhạn tinh quái vẫy tay với Hoa Hưng. Hoa Hưng há hốc mồm nhìn cửa thang máy khép lại. Thang máy đi lên, số tầng không ngừng nhảy múa, tầng đến tầng thượng con số mới dừng lại. Hoa Hưng chậm chậm thu hồi tầm mắt, lê bước đến cái sofa bên cạnh như một con rối. Sau đó cả thân người to béo đổ phịch xuống đó. Ông trời ơi, đây là chuyện gì vậy? Vợ của sếp Khang sao lại ở chung một chỗ với chàng công tử đa tình họ Lục kia? Hoa Hưng biết gốc gác của Lục Địch Phi cũng không phải là vừa, là đối thủ ngang sức ngang tài với Khang Kiếm. Nhưng ông ta cũng không coi trọng tên nhóc đó. Các vụ trăng hoa của Lục Địch Phi có thể viết thành cả một quyển sách. Tuy rằng đàn ông lo chuyện đại sự ở ngoài, chê hoa ghẹo nguyệt cũng chẳng đáng gì, như vậy mới có sức sáng tạo. Nhưng nếu đầu anh đang đội mũ ô sa thì phải chú ý đến hình ảnh cá nhân. Về mặt này, Khang Kiếm hơn hẳn Lục Địch Phi. Hơn nữa, Khang Kiếm biết nhìn xa trông rộng, có thực lực, có chừng mực, cho nên ông ta mới một lòng một dạ đi theo Khang Kiếm. Bình thường Hoa Hưng không tiếp xúc nhiều với Lục Địch Phi, có quen nhưng không qua lại. Hôm nay Lục Địch Phi gọi điện đến đặt quán cà phê trên tầng thượng. Ông ta giật cả mình. Lục Địch Phi lẽ ra phải biết ông ta và Khang Kiếm có quan hệ rất thân thiết. Anh ta không sợ ông ta tiết lộ thông tin về khách mời của anh ta cho Khang Kiếm sao? Buổi chiều Hoa Hưng cố tình đi xuống dưới lượng lờ. Ông ta thật sự tò mò về vị khách của Lục Địch Phi. Quá sức bất ngờ, Hoa Hưng nghĩ nát óc cũng không thể ngờ vị khách lại là vợ của Khang Kiếm, Bạch Nhạn. Bọn họ tỏ ra rất đường đường chính chính, không giống với việc có tư tình gì. Nhưng không có tư tình, tại sao lại phải lên quán cà phê tầng thượng? Hoa Hưng nghĩ không thông, cũng không biết có nên báo cho Khang Kiếm chuyện này hay không. Nếu nói, hai vợ chồng Khang Kiếm chắc chắn sẽ mâu thuẫn. Sau này làm lành rồi, Bạch Nhàn sẽ hận ông ta lắm. Khang Kiếm cũng sẽ không vui. Nếu không nói, liệu có lỗi với sự ưu ái mà Khang Kiếm vẫn dành cho ông ta không? Ông ta đúng là vị bạn bè mà phải chịu dao đâm mà. Trái phải không được, tiến thoái lưỡng nan. Hoa Hưng cực kỳ bối rối, ngẫm nghĩ nửa ngày trời, quyết định không nói nữa. Đàn ông mà nghe được chuyện vợ mình hẹn hò với gã khác, ai mà chịu nổi? Nhưng nếu không biết thì coi như chẳng có chuyện gì cả. Có điều, Hoa Hưng cảm thấy nên nhắc Khang Kiếm đề phòng tên Lục Địch Phi này. Ông ta quay về văn phòng, đóng cửa lại, nhấc điện thoại lên. Sếp Khang, mấy ngày rồi không gặp, anh đang ở đâu vậy? Tôi vừa xuống máy bay, khoảng 40 phút nữa sẽ tới chỗ ông. Ông giúp tôi sắp xếp 4 căn phòng, có mấy vị phóng viên sẽ vào ở. Cố Hoa Hưng ngẩn ra, mắt trợn trừng, mồm hà hơi lạnh toát. Phen này toi rồi, đúng là ghét của nào trời trao của đó, ác mộng lại tái diễn. Cà phê được bê tới, nhạc du dương nổi lên. Bạch Nhạn dùng chiếc muỗng nhỏ chậm rãi khuấy chất lỏng trong tách, đưa mắt nhìn xung quanh. Thật lòng mà nói, cô không thấy quán cà phê tầng thượng này đẹp ở điểm nào. Trang trí cố tạo ra vẻ hào hoa trang nhã, nhưng tất cả cửa sổ trên tường đều được thay bằng những bức họa nổi tiếng thế giới, khiến cho người ta có cảm giác không được chân thực về không gian và thời gian. Nhưng đây là do Lục công tử lựa chọn, cô không thích cũng chẳng sao, Lục công tử thích là được rồi. Quán cà phê trang nhã như vậy mà kinh doanh cũng không tốt lắm nhỉ, chỉ có mỗi hai người khách là chúng ta. Bạch Nhàn tiếc rẽ than thở. Lục Địch Phi vừa nhấp một nhụm cà phê, suýt chút nữa thì phun cả cà phê ra ngoài.
Bà Nhạn ngạc nhiên đưa hộp giấy ăn cho anh ta. Hàn mi dài chớp chớp. Tôi nói sai rồi sao? Cô nhóc này đúng là ít ngồi đáy giếng. Quán cà phê này không mở cửa cho người ngoài, Lục Địch Phi nói. Không mở cửa cho người ngoài, vậy lãng phí một khu rộng thế này để làm gì? Bà Nhạn lần đầu tiên nghe nói trên đời này lại có người làm chuyện ngốc nghếch như thế. Lục Địch Phi nhếch môi răn mặn, quyết định giáo huấn Bà Nhạn một trận ra trò. Không mở cửa cho người ngoài tức là mở cửa cho người mình. Ví dụ như hai chúng ta đây, cần một không gian vừa riêng tư vừa hữu tình, lại không bị người ngoài làm phiền để tâm sự thầm kín gì gì đó. Bà Nhạn nhíu mày. Chuyện chúng ta có thể nói thì đến quán cà phê nào chả được, nhưng có những người thì không thể được. Bà Nhạn hiểu ra, nháy mắt. Mấy người đó đi thuê phòng luôn chẳng phải càng tiện hơn sao? Lục Địch Phi tặc lưỡi. Xem em kìa, lại nói những câu ngốc nghếch rồi. Con người và con vật khác nhau chứ. Lên giường thì trần trụi quá, giao lưu tinh thần mới khiến người ta thú. Quán cà phê này không phải ai muốn tới cũng tới được đâu. Người trong giới đều phải đặt lịch trước. Anh nhờ phúc của em, đây là lần đầu tiên đấy. Trong đầu Bạch Nhàn bỗng lóe ra một tia sáng. Cô có thể nhận ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của Lục Địch Phi. Cô giống như mặt trăng, bản thân không phát sáng. Ánh trăng lóng lánh như tơ lụa mà bạn nhìn thấy mỗi đêm là do mặt trời phản chiếu. Sếp Khang là khách quen của nơi này. Anh ta và Y Đồng Đồng hẹn hò nhau chính là ở nơi này. Bạn Nhàn có thể khẳng định. Thảo nào khi nghe cô nhắc tới quán cà phê Tần Thượng, ông chủ Hoa liền ấp a ấp úng, vẻ mặt sợ hãi. Chốn này riêng tư, chốn này an toàn, có thể nghe nhạc, uống cà phê, có thể vui thú, liếc mắt đưa tình, tình nồng ý đậm. Có phải họ đã từng ngồi ở chỗ cô đang ngồi hay không? Lúc này, Bạn Nhạn không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tin tức lỗi thời chẳng gây nên sóng gió. Hành động này của Lục Địch Phi hơi có vẻ làm cho to chuyện. Chuyện của Khang Kiếm và Y Đồng Đồng cô cũng biết đủ rồi. Cách khách sạn Hoa Hưng này không xa chính là tổ ấm bí mật mà xếp Khang tậu cho Y Đồng Đồng. Dưới tổ ấm ấy là chiếc xe thể thao màu đỏ, cũng là tấm lòng của xếp Khang. Quán cà phê này cùng lắm chỉ là hậu hoa viên cho tài tử giai nhân bí mật hẹn hò mà thôi. Cô cười với Lục Địch Phi. Tôi không mang theo nhiều tiền, nếu không đủ để thanh toán thì tôi không ở lại rửa tắt trừ nợ đâu đấy. Lục Địch Phi này quá thật rất gian xảo, làm gì cũng có dụng ý riêng. Hôm nay chắc không chỉ đưa cô tới thăm hậu hoa viên của xếp Khang đấy chứ. Lục Địch Phi cười ha hả. Không sao, tới lúc đó anh chắn cho em chạy trốn, còn anh ở lại quét dọn là được. Bà Nhàn tỏ vẻ cảm kích. Nếu chúng ta đã bao duyên chỗ này thì tôi sẽ thưởng thức cho đã. Cô đặt tách xuống, hai tay chắp sau lưng, bước từng bước về phía góc tường. Lục Địch Phi khẽ nhấp một ngụm cà phê, hiếp mắt cười nhìn cô ngắm bức họa này, ngó bức họa nọ. Rồi anh ta bỗng đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, nhân viên phục vụ bước vào cùng anh ta. Giai điệu êm đềm thú thị trong phòng được đổi thành bài Ai Là Người Em Đang Chờ Đợi của Trần Gia Huy. Câu chuyện của em có lẽ hơi đặc biệt. Con đường đã qua quanh co khúc khuỷu, trong bóng đêm chỉ dựa vào trực giác. Keep my faith, watch my step. Bằng trực giác mong manh, một ngày trong đời có lẽ ai kia sẽ xuất hiện, bước vào trái tim em. Không cần anh là Mr. Perfect, chỉ cần anh nhân hậu, biết quan tâm. Be my friend and my soulmate. Ai là người em đang mong đợi? Giây phút nào anh mới xuất hiện? Make me whole, make me brave. Ai là người em đang mong đợi? Em không vội đâu anh. I can wait, I will pray. Cô nhóc, Lục Địch Phi nhanh nhẹn đi tới trước mặt Bạch Nhạn. Còn nhớ lời đề nghị của anh ở đảo Gian Tâm chứ? Khang Kiếm là người cùng ngồi trên chiếc thuyền mà em đang đợi sao? Bà Nhàn bị lời ca của bài hát này thu hút, ánh mắt như phủ một màn mưa ẩm ướt. Bây giờ có phải đã thấy anh không hề nói sai chưa?
Lục công tử không dấy binh khởi mã mà biết hết mọi chuyện trong thiên hạ. Nhưng dù là như vậy, bạch nhàn cũng không muốn nói với anh ta những điều này. Lục công tử không phải là đối tượng để tâm sự. Lục công tử chưa già mà sao cứ thích nhắc tới chuyện cũ nhỉ? Cô quay đầu đi, tò mò giơ tay sờ vào bức tranh chép bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci treo trên tường. Lục Địch Phi lắc đầu cười khẽ, xoay vai cô lại. Bạch Nhạn, chúng ta hợp tác đi. Bạch Nhạn nghiêng đầu, đảo mắt mấy vòng. Hợp tác như thế nào? Lục Địch Phi nhướng mày, nghiêm túc nhìn cô. Anh không muốn đưa Khang Kiếm vào tù. Chỉ cần trước kỳ bầu cử Hội đồng Nhân dân, em cung cấp cho Ủy ban Điều tra Kỷ luật 1-2 chứng cứ chứng minh cậu ta nhận hối lộ, để cậu ta bị đình chỉ công tác và bị cơ quan điều tra hỏi thăm. Sau đó cùng lắm là bị xử phạt nhẹ, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Lục công tử, chúng tôi có giống cô nàng ngớ ngẩn đầu óc có vấn đề không? Bạch Nhạn cong môi, đẩy bàn tay anh ta đang đặt trên vai cô ra. Lục Địch Phi thoáng khừng lại. Khang Kiếm không chỉ có nhân tình bên ngoài, mà còn lấy em vì ý đồ xấu. Bây giờ còn đón mẹ cô ta từ Bắc Kinh tới để xúc phạm em. Em bị đối xử như vậy mà không muốn trả đũa sao? Cách trả đũa của tôi rất nhiều, một mình tôi cũng tự làm được. Bạch Nhạn nhắm mắt, không hề cảm kích. Ly hôn? Lục Địch Phi cười giễu cợt. Như vậy chẳng phải là quá hời cho cậu ta sao? Bạch Nhạn thở dài, vẻ mặt rất chân thành. Lục công tử, trông anh cùng phong lưu hào phóng, phong độ ngời ngời, hóa ra chỉ là một bình hoa mà thôi. Hả? Lục Địch Phi trợn tròn mắt. Bạch Nhạn giãn giãi. Tôi hợp tác với anh bôi nhọ Khang Kiếm thì thân danh của tôi đẹp lắm à. Người ta nhìn thấy tôi sẽ xì xào chỉ trỏ sau lưng, nói coi kìa, đó chính là mụ vợ của một tên tham quan nào đó. Nếu sự việc bại lộ, người ta sẽ nói lòng dạ đàn bà nham hiểm nhất. Loại đàn bà gài bẫy chính chồng mình thì có còn nhân tính nữa không? Dính vào những chuyện này sau này còn có ai dám lấy tôi nữa không? Vì gì tôi phải mang tiếng để đời này thay cho anh? Hơn nữa, anh dám khẳng định sếp Khang nhận hối lộ sao? Lục Địch Phi nheo mắt, ngắm nghía Bạch Nhàn từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Em nói có lý, đó là vì em vẫn chưa hiểu biết về điều kiện hợp tác mà anh chuẩn bị nói. Anh nói đi. Bạch Nhàn ra dấu mời. Chỉ cần em giúp anh trúng cử chức thị trưởng xây dựng thuận lợi, sau đó em ly hôn, anh sẽ lấy em. Bạch Nhàn phì cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Lục công tử, quà hậu tạ này của anh hậu hĩnh quá, lấy thân báo đáp cơ đấy. Nhưng anh dám báo đáp, tôi lại chẳng dám nhận. Cả trái đất này đều biết anh là vị công tử đa tình, tội ác tày trời. Những phụ nữ thông minh đều sẽ duy trì khoảng cách an toàn từ 10 mét trở lên với anh. Đa tình không phải là bệnh ung thư, có thể chữa được. Nếu anh gặp được một người có thể ràng buộc anh sẽ chung thủy. Bà Nhạn cười muốn đứt cả hơi. Có phải giống như trong phim đài thoại Tây Du đã nói, người tôi yêu mình khoác áo giáp, chân đạp mây ngũ sắc. Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Lục Địch Phi cau mày, khóe miệng không ngừng co giật. Tôi cũng đang trả lời nghiêm túc. Bà Nhạn lau nước mắt. Lục công tử, anh đừng trêu tôi nữa. Tôi nào có 3 đầu 6 tay, không thu phục được anh đâu. Nói rồi cô lại cười gặp cả người xuống. Thật sự buồn cười lắm sao? Lục Địch Phi bị cô cười, cảm thấy lời hứa hẹn của mình thật sự đã quá xa vời. Bà Nhạn liền xua tay. Không chỉ có thế, tôi phát hiện gần đây tôi gặp vận đào hoa. Xem ra sau này không đến mức phải lo không lấy được chồng. Em chắc chắn sẽ ly hôn ư? Lục Địch Phi siết chặt tay cô. Lục công tử, tôi không phải thuộc hạ của anh, không cần phải chuyện gì cũng bẩm báo lên anh. Bạch Nhạn nháy mắt tinh nghịch. Còn nữa, làm người cũng đừng có tuyệt tình quá, không còn tình thì cũng vẫn còn nghĩa. Bạch Nhạn bỗng ngưng cười, yếu ớt thở hắt ra. Lúc nhỏ tôi đi trên đường, có rất nhiều đứa trẻ đuổi theo ném đá, nhổ bọt, làm mặt quỷ với tôi, cười nhạo tôi là đồ con hoang,
đồ dè dắt. Tôi tức quá nhịn không nổi, la vào đánh nhau, chửi nhau với bọn chúng, chửi còn độc ác, khó nghe hơn bọn chúng. Có một người bạn rất thân nói với tôi rằng, em ghét bọn chúng làm như thế, nhưng bây giờ em có khác gì bọn chúng không? Chiến thắng thực sự là coi thường, là im lặng, là tự trọng, là sống tốt hơn những người ức hiếp em. Lục công tử, tôi, nếu tôi đồng ý hợp tác với anh, có thể sẽ trả đũa được những ấm ức đã phải chịu. Nhưng anh ấy thê thảm rồi thì thay đổi được điều gì? Hôn nhân vẫn cứ chấm dứt, gia đình vẫn tan nát, tôi vẫn chỉ còn một mình. Tôi không duy tâm, cũng chẳng cao thượng. Tôi chỉ không muốn biến thành một người giống như anh ta. Có thể không cần hôn nhân, nhưng nhất định cần lòng tự trọng. Tôi vẫn luôn tin rằng ông trời có một đôi mắt tinh tường. Mọi sự trên đời này đều sẽ có nhân quả báo ứng. Lục Địch Phi há mồm định nói gì đó, nhưng không nói được, đứng sững như trời trồng. Rất lâu sau mới đưa tay ra xoa đầu Bạch Nhạn, thở dài. Cô bé ngốc, em biết là trên đời này ở hiền sẽ không gặp lành. Cái anh hài như anh lại sống rất thong dong tự tại. Em đó, không nói nữa, càng nói thì hình như anh càng chẳng ra gì. Vậy anh là cái gì? Bạch Nhạn lém lỉnh hỏi. Lục Địch Phi không cười, nhìn thẳng vào cô. Cô nhóc quái thai này, sao anh lại không gặp được em trước cơ chứ? Lục Địch Phi nghe bố mình kể rằng, năm đó mẹ của cô nhóc này làm cho ông Khan Vân Lâm thất điên bát đảo. Thiếu chút nữa chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn. Cô nhóc này không giống tính bà mẹ, nhưng cũng xinh đẹp, thanh tú mà không thiếu nét khả ái, dễ thương của thiếu nữ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, thật sự đã khiến Lục Địch Phi cảm thấy rung động. Một sự rung động chưa từng có. Muốn ôm chặt cô nhóc vào lòng, hứa hẹn sẽ đối xử tốt với cô ấy suốt đời. Nhưng nếu nói ra, e rằng sẽ chỉ bị cô ấy cười nhạo. Gặp trước cũng không có thưởng. Và nhàn nguyết anh ta. Lục công tử, mấy giờ rồi? Lục Địch Phi giơ tay xem đồng hồ. 6:30, đói chưa? Hơi hơi, chúng ta xuống dưới ăn cơm thôi. Hai người cứ ở trong cái chốn chăn tối chăn sáng này, cảm giác cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Tốt nhất nên ở những nơi sáng sủa, đông người cho an toàn. Cô nhóc, bữa tối của chúng ta rời sang buổi khác nhé. Hôm nay anh phải tiếp mấy vị khách từ Bắc Kinh tới. À, có điện thoại rồi. Chiếc điện thoại Lục Địch Phi đặt trên bàn reo lên. Đến chưa? Được, được, tôi tới ngay. Bạch Nhàn như được tha bổng, vội vàng lấy túi sắt. Vậy thì khi nào ăn rảnh thì gọi điện cho tôi mời ăn. Thanh toán ở đâu nhỉ? Lục Địch Phi cúp điện thoại bật cười. Khách đến đây đều miễn phí. Cô nhóc, trước khi em đi, tôi giúp em xả giận. Xả thế nào? Bạch Nhàn thắc mắc. Lục Địch Phi hất đầu đầy phóng khoáng, tào nhã mở cửa cho Bạch Nhàn, rồi dắt tay cô dưới ánh mắt chăm chú của nhân viên phục vụ. Lục công tử, buông ra. Anh chú ý hình tượng một chút. Bạch Nhàn nép mình ra phía sau, giận mặn tay, mặt đỏ bừng. Hình tượng của anh là đã rất tốt rồi. Đi thôi. Lục Địch Phi nhún vai với vẻ không hề bận tâm, lôi Bạch Nhàn vào thang máy. Thang máy chạy một mặt xuống dưới. Ê, rốt cuộc anh đang định chở cho gì? Bạch Nhạn nhìn hình ảnh kề vai sát má của họ phản chiếu trong thang máy bóng loáng, hận không thể một cước đá bay Lục Địch Phi. Đừng lúc nào cũng nghĩ anh xấu xa như thế. Thật ra anh rất biết thương hoa tiếc ngọc. Chỉ có điều em không hiểu tấm lòng của anh. Lục Địch Phi lại tỏ vẻ bị tổn thương. Bạch Nhạn biểu môi. Thương hoa tiếc ngọc thì buông tay tôi ra. Nắm tay không có bầu được đâu. Em căng thẳng làm gì? Đây là nghi lễ xã giao. Em xem các ngôi sao đi trên thảm đỏ trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào. Chẳng phải nam nữ đều nắm tay nhau đó sao? Thế chúng ta là sao à? Lục Địch Phi cười to. Một lát nữa sẽ như thế. Thang máy dừng lại. Cửa từ từ mở ra. Trong đại sảnh,
Đèn chùm rực rỡ chiếu lên sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng như gương. Khách khứa tụng năm tụng ba, người đợi đăng ký, người đợi dùng bữa. Vẻ mặt thoải mái, thả lỏng, khẽ khàng cười nói. Một đôi trai tài gái sắp bước ra từ thang máy, dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Lục Hoa Hưng vừa ngẩng đầu đã hoảng sợ nhắm mắt lại, không nói được gì thêm. Đang cùng mấy vị phóng viên đăng ký phòng, nghe thấy tiếng nói, Khang Kiếm liền ngoái đầu lại. Trong giây phút, đất trời yên lặng như tờ. Bí thư Lục. Giản Đơn hít vào một hơi, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Lục Địch Phi và Bạch Nhạn. Giờ thì Bạch Nhạn đã hiểu cái mà Lục Địch Phi nói là xả giận là thế nào. Đúng là một chiêu quá ư ngu xuẩn và tồi tệ. Nhưng lúc này còn có thể nói gì nữa, đành phải mũi mặt mà diễn tiếp. Cô từ từ rút tay về không chút dấu vết, nhìn sếp Khang mỉm cười. Sao em lại ở đây? Gương mặt tái xanh của Khang Kiếm thoáng trắng bệch. Em muốn cho anh bất ngờ. Bạch Nhạn nhắm mắt lại đầy vẻ chế giễu. Ai tin mắt sẽ nhận ra lúc này nét mặt của sếp Khang tuyệt đối không phải là bất ngờ, mà là sững sờ. Có điều chỉ như bóng nhạn thoáng qua, trong lúc người khác còn chưa nhìn rõ, miệng của Khang Kiếm đã thoáng hiện lên một nét cười dịu dàng, khiến con tim người ta tan nát. Anh bước về phía Bạch Nhạn, ôm eo cô một cách thân mật mà không hề mất tự nhiên, dịu giọng quan tâm. Em còn chóng mặt không? Trừ Bạch Nhạn, những người vừa được chứng kiến màn vừa rồi đều cảm thấy máu không kịp lên não. Bạch Nhạn chỉ cười không đáp, xấu bụng để mặt Khang Kiếm một mình độc diễn, chẳng hề có ý định cứu bồ. Địch Phi, cảm ơn anh đã chăm sóc Bạch Nhạn. Khang Kiếm quay sang đưa tay về phía Lục Địch Phi. Bạch Nhạn say thang máy. Vì chuyện này nên tôi mới không mua nhà cao tầng, mà cố tình chọn một căn hộ tầng thấp. Nhưng mà cô ấy, chà, anh yêu chiều nhìn Bạch Nhạn, vì muốn làm tôi bất ngờ mà cố chịu đựng. Hôm nay nếu không có anh, có lẽ Bạch Nhạn đã phải lết ra ngoài thang máy rồi. Tôi đã nói đến tối là gặp được nhau, một hai tiếng thôi mà cũng không đợi được. Anh bảo bà xã tôi có ngốc không cơ chứ? Lục Địch Phi thẫn thờ bắt tay Khang Kiếm, đầu óc rối như tơ vò. Khó khăn lắm anh ta mới dàn dựng được vở kịch này, cứ vậy mà để Khang Kiếm phá hỏng hay sao? Anh ta dồn hết tinh lực toàn thân, công phá như rời non lấp biển. Khang Kiếm chỉ phất nhẹ tay một cái, núi vẫn cao vút, biển vẫn thắm xanh. Khang Kiếm không nổi nóng, không giận dữ, là còn khiến cho hình tượng dụ dỗ vợ người xấu xa của anh ta khi nãy một bước thăng hoa thành khí phát lịch lãm đường hoàng. Đây không phải là kết quả mà anh mong muốn. Lục Địch Phi tức điên lên, nhưng lúc này có thể oai phong mà lật tẩy lời nói dối của Khang Kiếm sao? Chỉ đành cười khang rồi khẩu thị tâm phi mà tìm đường rút. Anh khách khí quá, thương hoa tiết ngọc là việc nên làm. Sếp Khang, chị Bạch không ngốc mà là lãng mạn. Giản Đơn đứng bên cạnh nghe mà mừng thầm. Vợ chồng mới cưới xa nhau một ngày tựa ba thu, các gì nhà cũ gặp lửa dập mãi không tắt. Đừng nói là một hai tiếng, chỉ e là một hai chục phút đối với chị Bạch cũng là dài đằng đẵng rồi. Khang Kiếm cười, ánh mắt nhìn Bạch Nhạn rực sáng, không kìm được càng ôm chặt Bạch Nhạn vào lòng hơn. Bạch Nhạn trợn mắt nhìn trần nhà. Cô đã bảo là chiêu này của Lục công tử quá tệ mà. Người ta vụng trộm đều lấm la lấm lét, khua chiêng gõ trống cho cả làng nghe thấy, thì không gọi là vụng trộm, mà là cuộc tuyên chiến giữa các kỵ sĩ thời Trung Cổ. Lục công tử là kỵ sĩ sao? Có mà là đồ bị thịt thì có. Nếu so về đạo pháp, Lục công tử và sếp Khang quá thật không cùng một trình độ. Lúc sếp Khang theo đuổi cô, trong lòng còn đang ôm người đẹp Y Đồng Đồng, mà cô vẫn bị che mắt, bị anh ta yếm bùa rồi ngoan ngoãn lấy anh ta. Tần đến bây giờ mới biết được rằng tất cả chỉ là lừa dối. Lục công tử không hẳn là xấu, nhưng trình độ quá thấp. Trăm phương ngàn kế tìm cách lôi kéo cô hợp tác, còn nói muốn cưới cô,
đúng là quá nực cười. Thật ra Bạch Nhàn cũng biết những lời Lục Thịt Phi nói không phải là thật. Anh ta cứ theo quán tính tưởng rằng chỉ cần là đàn bà thì sẽ không thoát khỏi đôi mắt đào hoa cứu vợ của anh ta. Mà cô thì đang lúc đau khổ cô đơn, đi không chọn đường, có một vòng tay giang rộng như vậy còn không mau nhào tới. Đồng thời, Lục Địch Phi cũng muốn qua lời nói của cô, thăm dò mối quan hệ giữa cô và Khang Kiếm hiện đã đến mức độ nào, sau đó từ từ lôi kéo, lợi dụng cô để giáng đòn, kìm kẹp Khang Kiếm. Người trên quan trường từ trước đến nay đầu óc không bao giờ đơn giản, làm việc gì cũng tính thêm vài phần mưu kế. Ngược lại, Khang Kiếm làm việc không chút sơ hở. Lục Địch Phi không tìm được chứng cứ nên mới tìm tới cô. Thật đáng thương. Mà không biết rằng làm như vậy vừa khiến Khang Kiếm nhìn ra được ý đồ của Lục Địch Phi, lại vừa cho rằng cô đang ể ý anh. Nắm tay người đàn ông khác trước mặt chồng mình là có ý đồ gì? Chẳng phải là vì muốn kích động cơn ghen của ông chồng, để từ đó biết được trong lòng anh ta mình quan trọng đến mức nào hay sao? Đần, đần, đần. Bạch Nhạn thầm chửi Lục Thịt Phi 3 câu liên tiếp. Anh Khan giới thiệu đi. Mấy vị phóng viên đăng ký xong quay lại, nháy mắt trêu chọc. Đây là bà xã tôi, Bạch Nhạn. Chúng tôi kết hôn được 2 tháng rồi. Khang Kiếm quay lại, dùng âm uốn lưỡi Bắc Kinh nói đùa. Bạch Nhạn, đây là mấy anh nhà báo danh tiếng lẫy lừng đến từ Kinh Thành. Chào các anh. Bạch Nhàn lịch sự gật đầu. Mấy vị phóng viên đưa mắt nhìn nhau. Vậy thì tranh thủ thôi. Anh Khang, anh về nhà với vợ hiền đi, cứ mặc kệ bọn tôi. Không sao, công việc quan trọng hơn mà. Bà Nhàn thở dài yếu ớt, nói xen vào. Đừng để ý, làm thế tội của bọn tôi lại càng to. Mấy vị phóng viên lắc đầu không đồng ý. Khang Kiếm cười. Tối nay tôi xin cáo từ trước. Sáng mai tôi sẽ thăm mọi người. Đây là bí thư Lục Địch Phi của khu đô thị mới thành phố chúng tôi. Bây giờ anh ấy và thư ký Giản sẽ tiếp đãi các vị. Lục Địch Phi bắt tay với nhóm phóng viên, hơi bực mình vì giọng điệu của Khang Kiếm. Nghe cứ như thể anh ta với Giản Đơn cùng một thứ bậc, đều phải nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Không còn sớm nữa, chúng ta vào nhà ăn trước. Lục Địch Phi vẫy tay gọi phục vụ đưa hành lý của nhóm phóng viên lên lầu. Sếp Khang, cô bạn, để tôi bố trí một căn phòng nhỏ yên tĩnh, không quấy rầy thế giới riêng của hai người. Anh chị cũng ăn một bữa tại đây chứ. Hoa Hưng nãy giờ không dám thở mạnh, giờ thấy trời quang mây tạnh mới nhớ tới vai trò chủ nhân của mình. Trong lòng ông ta lúc này thầm kính nể Khang Kiếm thêm vài phần. Đúng vậy, anh Khang, làm một bữa tối dưới ánh nến đi. Nhóm phóng viên đùa. Mình ăn ở đây hay ra ngoài ăn hả em? Khang Kiếm dịu dàng hỏi Bạch Nhàn, ra vẻ yêu chiều vờ hết mực. Bạch Nhàn khẽ nhắm mắt, ghé sát vào tai anh nói nhỏ. Về nhà đi, em làm cho anh món tuyệt chiêu bí truyền. Thấy sếp Khang nhập vai vất vả như vậy, cô cũng đành phải bấm bụng hợp tác. Mắt Khang Kiếm rực sáng, toét miệng cười. Tuyệt chiêu bí truyền gì vậy? Giản Đơn thính tai phấn khích hỏi. Khang Kiếm lườm anh ta. Chuyện vợ chồng người ta, trẻ con đừng lắm chuyện. Giản Đơn chịu không nổi lắc đầu cười to. Địch Phi, việc ở đây phiền anh vậy, có chuyện gì xin anh cứ gọi điện. Khang Kiếm xách hành lý, gật đầu chào mọi người rồi dắt tay Bạch Nhạn về nhà. Mấy ngày vừa rồi, nhóm phóng viên và Khang Kiếm đã khá thân thiết với nhau, biết được anh là con ông cháu cha, nhưng không ngờ quan hệ giữa anh và vợ lại thú vị như vậy. Họ liền túm lấy Giản Đơn hỏi han chuyện tình lãng mạn của bọn họ. Lục Địch Phi nhún vai nhìn Khang Kiếm và Bạch Nhạn sắn vai nhau, tai nghe Giản Đơn ba hoa chích chòe kể lễ mà lòng nặng trĩu, cảm thấy chua xót kỳ lạ. Cái tên nhãi Khang Kiếm này, mẹ hắn chứ, không phải là số đỏ bình thường. Không khí bên ngoài rất khó chịu, rất ngột ngạt mà cũng rất nóng bức, như một nồi cháo sôi ùng ục. Vừa ra khỏi cửa khách sạn, bà Nhàn đã định rút tay về, nhưng bàn tay Khang Kiếm như một gọng kìm siết chặt lấy tay cô.
anh nhớ suốt mấy ngày rồi, để anh nắm thêm một chút. Bà Nhạn ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. Lúc cô ngẩn người, tay không rút về được, mặt cho anh kéo cô tới bên đường. Em đi taxi tới đây à? Khang Kiếm nhìn dòng xe xuôi ngược trên đường. Bà Nhàn không hờn dỗi mà nói là cô đi xe của Lục Địch Phi đến. Cô không muốn tham gia vào trò chơi ấu trĩ của Lục Địch Phi để sỉ nhục IQ của mình. Nhưng cô cũng sẽ không vội vàng giải thích chuyện ngày hôm nay, càng không vạch rõ ranh giới, thể hiện sự không đội trời chung với Khang Kiếm ngay lúc này.